Tối ngày 16 tháng 11 và rạng sáng ngày 17 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý với các trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe ô tô sử dụng rượu bia trên địa bàn. Sau một lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N, sinh năm 1982, lái xe ô tô đi từ đường Trần Não ra đường Lương Định Của, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Khi vừa xuống xe, ông N giới thiệu mình là viên chức của một tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh để nhậu cùng với sếp. Sau khi nhậu xong, ông N lái xe ô tô về chung cư cách đó gần 1 km để gửi rồi và ngủ lại chờ tỉnh sẽ về. Tuy nhiên, khi đi tới đây ông N không ngờ gặp chốt cảnh sát giao thông kiểm tra. Qua kiểm tra, ông N có nồng độ cồn 0,135mg trên 1 lít khí thở. Khi cảnh sát giao thông lập biên bản, ông N đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân là phó giám đốc sở ngoại vụ của một tỉnh. Ông N năn nỉ cảnh sát giao thông tha, không lập biên bản với hành vi của mình. Ông N phân trần rằng mình chỉ uống vài lon bia và lái xe về gửi nhà bạn, không có ý định điều khiển ô tô đi tỉnh khác. Với lỗi vi phạm này, ông N bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Công an thành phố Thủ Đức cho hay, tối ngày 16 tháng 11 và rạng sáng ngày 17 tháng 11, tổ công tác trên đã kiểm tra 220 phương tiện ô tô, xe tải, xe khách. Trong đó, xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe ô tô,